Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Popular Sprint cho bạn điều khiển đám đông người dân đang chạy liên tục của mình né tránh các chướng ngại vật khác nhau xuất hiện trên đường. Game mang đến cho người chơi một trải nghiệm thi thố đơn giản nhưng không kém phần thú vị, với việc bắt đầu các cuộc chạy đua đầy thử thách của một nhóm người dân đông đúc hiếu kỳ. Thật vậy, khác với các tựa game chạy vô tận thông thường, thì ở đây bạn sẽ không chỉ điều khiển một nhân vật mà là cả một đám đông đấy. Khi đó trong mỗi cuộc đua, game thủ đều có một mục tiêu duy nhất, đó chính là điều khiển dẫn dắt họ chạy vượt qua các chướng ngại vật để cô lích về đích. Tất nhiên các thử thách sẽ thường xuyên xuất hiện trên cung đường chạy và người chơi cần phải khéo léo điều khiển họ nhóm của mình di chuyển né tránh để vượt qua chúng một cách nhanh gọn nhất có thể. Cứ thế khởi đầu với một nhóm nhỏ chỉ tầm vài người và dần dần về sau trong suốt quá trình chạy, bạn sẽ thu thập được các người dân khác xuất hiện ngẫu nhiên trên đường để gây dựng thành cả một hội nhóm đông vui nối dài vô tận. Nhìn chung nếu bạn đang đi tìm một tựa game sản phẩm di động vừa đơn giản vừa có tính giải trí cao thì đây sẽ là một cái tên không nên bỏ qua. Hãy cùng bước vào Popular Sprint và điều khiển đám đông các người dân của bạn chạy liên tục vượt qua các chướng ngại vật khác nhau ngay đi nào. Popular Sprint có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa 3D đẹp mắt với phần tạo hình của các nhóm người dân vừa đơn giản vừa có nét ngộ nghĩnh. Nhạc nền sôi động và hiểu âm thanh thú vị sẽ giúp tăng thêm sự hứng khởi khi trải nghiệm. Lối chơi chạy liên tục đơn giản và dễ thao tác với nét mới lạ là điều khiển cả một đám người cùng hợp sức chạy về đích, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn, lựa chọn giải trí lý tưởng cho mọi người và mọi lứa tuổi. Có nhiều chướng ngại vật hài hước và cảm bẫy bất ngờ mà người chơi cần phải nhanh nhạy và khéo léo để né. Tự do chạy vi vu qua nhiều khu vực bản đồ khác nhau, với mỗi một nơi là một bối cảnh đang xen mảng màu sắc riêng biệt. Mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi.